Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nhờ Thế cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án IDO, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký kênh để tiếp tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ để với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền uh, tảng Probit, chúng ta sẽ có một cái event đến từ Probit, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé để tham gia vào dự án này thì đầu tiên các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video sau đó các bạn đăng ký một tài khoản trên sàn Probit à, sau khi chúng ta đã có tài khoản Probit rồi thì nếu anh em KC được thường tốt hoặc là các bạn thêm cái bảng mật số điện thoại cho chắc ăn nhé người ta sẽ làm khá nhiều các dự án ở trên nền tảng Probit đấy thì các bạn có thể vào trong phần cài đặt ở đây chúng ta có thể liên kết số điện thoại chúng ta vào Còn phần KC nếu được thì càng tốt vì Probit cũng một trong nền tảng chúng ta sẽ làm rất nhiều dự án trên đây sau đó chúng ta sẽ mở link tiếp theo Vào đây chỉ là link event sự kiện này thì sẽ chọn là 1.000 người may mắn mỗi người sẽ nhận được 2.000 token qua chúng ta bắt đầu làm này chúng ta mở kinh terra để chúng ta do kinh trước này rồi tiếp theo chúng ta mở facebook này chúng ta tiến hành follow facebook ta mở tiếp twitter chúng ta tiến hành follow Twitter này. Đồng thời chúng ta sẽ đăng lại bài viết này nhé. Chúng ta tiến hành like, chọn này, chọn Grow Tiếp theo. Chúng ta mở tiếp cái phong ở đây, có một cái phong ở dưới này. Dưới này có cái mẫu, ấn vào mở link rồi này. này. Được chưa? Mở lại cho anh em dễ nhìn. Rồi. Để new name này. Ok, retweet link và Facebook Israel. Mình sẽ đi Israel luôn Với cái phần này thì mình điền trước luôn Như các bạn ở Twitter này Lấy ngay dưới phần cài đặt nhé Đây thì không có không cần phải dẫn lại link Link, link tweet là có cần phải dẫn lại anh em ạ Thế thì chúng ta sẽ copy phần UDM của Quasta Group vào Kiểm tra này <laughs> ta thêm UDM vào này Chúng ta nút tít này, được chưa Bây giờ phần từng nhà chúng ta về, phần từng nhà này phần thời gian bài đăng này. copy phần link này bên đây này điền email tài khoản Probit các bạn nhé Ok còn Facebook ấy. Facebook chúng ta có thể ấn về từ nhà Facebook này đây chúng ta ấn về từ nhà ta phần username ở ngay trong phần đây này thấy chưa <laughs> Bây giờ các bạn sẽ gửi cái nội dung phong này đến phần tất chỉ đăng ký là xong xin lưu ý với anh em một chút về cái phần thời gian nhé, thời gian sự kiện thì sẽ diễn ra từ 16 giờ ngày 27 và kết thúc ngày vào lúc 10 vào ngày 17 tháng 2 năm 2022 nhé, lúc 16 giờ UTC. Đấy, anh em vào thời điểm này hôm nay ngày 26 thôi, chúng ta sang 4 giờ chiều mai chúng ta bắt đầu làm nhé, chiều mai ngày 27 chúng ta bắt đầu làm. Không có anh em làm luôn bây giờ thì sẽ không ok đâu nhé. OK, và rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Costa, một dự án đến từ nền tảng Blockbit Hy vọng là trong dự án này thì nhiều anh em ở trên kênh chúng ta sẽ trúng được kèo này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong các video tiếp theo.